Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Hôm nay cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 3, Thiên nhiên và con người ở các châu lục. Bài đầu tiên chúng ta sẽ học trong phần 3 đó là bài 25, Thế giới rộng lớn và đa dạng. Trong bài 25, cô cùng các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Thứ nhất, các lục địa và các châu lục. Nội dung thứ hai là các nhóm nước trên thế giới. Vậy thì để biết được thế giới rộng lớn như thế nào thì cô cùng các em sẽ tìm hiểu vào phần 1, các lục địa và các châu lục. Các em sẽ quan sát lược đồ các châu lục và các đại dương trên thế giới và các em sẽ trả lời một số câu hỏi sau. Quan sát vào lược đồ, các em hãy cho biết trên thế giới có những lục địa nào. Quan sát vào lược đồ, các em có thể trả lời được trên thế giới gồm có những lục địa đó là lục địa Á Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mỹ, lục địa Nam Mỹ, lục địa Australia và lục địa Nam Cực. Như vậy thì trên thế giới gồm có 6 lục địa. Đó là lục địa Á Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mỹ, lục địa Nam Mỹ, lục địa Australia và lục địa Nam Cực. Như vậy thì các em hãy dựa vào nội dung trong sách giáo khoa trang 79 và cho biết lục địa là gì. Lục địa là khối đất liền rộng lớn hàng triệu km vuông, có biển và đại dương bao quanh. Như vậy thì người ta dựa vào cơ sở nào để phân chia lục địa? Người ta dựa vào mặt tự nhiên để phân chia các lục địa trên thế giới. Ở đây cô có bảng diện tích các lục địa trên thế giới. Các em hãy quan sát vào trong bảng này và cho biết lục địa nào có diện tích lớn nhất và lục địa nào có diện tích nhỏ nhất. Quan sát vào trong bảng số liệu thì các em có thể thấy được lục địa có diện tích lớn nhất đó là lục địa Á Âu với diện tích là 50,7 triệu km vuông. Và lục địa có diện tích nhỏ nhất đó là lục địa Australia với diện tích là 7,6 triệu km vuông. Như vậy ở đây ta trả lời được đó là Á Âu là lục địa có diện tích lớn nhất và Australia là lục địa có diện tích nhỏ nhất. Các em hãy quan sát vào trong lược đồ và cho biết trên thế giới có mấy đại dương. Quan sát vào trong lược đồ thì các em có thể thấy được trên thế giới gồm có các đại dương đó là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Như vậy thì trên thế giới gồm có 4 đại dương đó là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Tiếp theo thì các em cũng sẽ quan sát vào lược đồ và cho biết trên thế giới có những châu lục nào. Quan sát vào lược đồ, các em có thể trả lời được trên thế giới gồm có những châu lục như là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. Như vậy thì trên thế giới gồm có 6 châu lục, đó là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. Vậy thì các em cũng sẽ dựa vào nội dung trong sách giáo khoa và cho biết châu lục là gì. Châu lục bao gồm cả phần lục địa và các đảo, quần đảo chung quanh. Như vậy thì người ta dựa vào cơ sở nào để phân chia các châu lục?
Người ta sẽ dựa vào mặt lịch sử, kinh tế và chính trị để phân chia các châu lục trên thế giới. Ở đây cô có bảng diện tích các châu lục trên thế giới. Kem sẽ quan sát vào bảng này và cho biết châu lục nào có diện tích lớn nhất, châu lục nào có diện tích nhỏ nhất. Quan sát vào trong bảng số liệu, Kem có thể trả lời được châu lục có diện tích lớn nhất đó là châu Á với diện tích là 44,5 triệu km vuông và châu lục có diện tích nhỏ nhất đó là châu Đại Dương với diện tích là 8,5 triệu km vuông. Như vậy thì ở đây ta trả lời được châu Á là châu lục có diện tích lớn nhất và châu Đại Dương là châu lục có diện tích nhỏ nhất. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu về lục địa và châu lục. Như vậy thì các em hãy quan sát vào hai lượt đồ ở trên màn hình và hãy nêu sự giống và khác nhau giữa lục địa và châu lục. Về điểm giống nhau thì cả lục địa và châu lục đều có biển và đại dương bao quanh. Về điểm khác nhau thì các em sẽ quan sát lên trên lục đồ. Về lục địa thì các em thấy là lục địa nó là một khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh. Còn về châu lục thì các em thấy là châu lục bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó. Như vậy thì mình thấy được là cái khái niệm châu lục nó lớn hơn khái niệm về lục địa. Tiếp theo thì các em cũng sẽ quan sát lên trên lục đồ và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, lục địa nào gồm hai châu lục và đó là châu lục nào? Các em sẽ quan sát lên trên lục đồ. À, như vậy thì lục địa gồm hai châu lục, đó là lục địa Á Âu và châu lục đó là châu Á và châu Âu. Câu số 2. Châu lục nào gồm hai lục địa và đó là lục địa nào? Châu lục gồm hai lục địa đó là châu Mỹ và đó là lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ. Câu số 3. Châu lục nào nằm dưới một lớp băng tuyết vĩnh cửu phủ quanh năm? Đó là châu Nam Cực. Câu 4. Một châu lục lớn bao lấy một lục địa và đó là lục địa nào? Một châu lục lớn bao lấy một lục địa đó là châu Đại Dương và đó là lục địa Australia. Quan sát vào bản đồ thế giới, em hãy kể tên một số đảo và quần đảo nằm chung quanh từng lục địa, châu lục. Dựa vào bản đồ, các em cũng có thể kể tên được một số đảo và quần đảo như là đảo Greenland bao quanh lục địa Bắc Mỹ, đảo Madagascar nằm quanh lục địa Phi, đảo Sumatra nằm quanh châu Á, quần đảo New Zealand nằm quanh lục địa Australia và đảo Iceland nằm quanh châu Âu. Các em hãy cùng nhìn ngắm hình ảnh một số cảnh quan thiên nhiên ở các châu lục trên thế giới. Ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. Hình ảnh về các hệ động vật, thực vật dưới đáy đại dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
Đây sẽ là nội dung ghi bài của các em ở phần 1, các lục địa và các châu lục. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Để biết được thế giới của chúng ta đa dạng như thế nào thì các em sẽ cùng cô tìm hiểu sang phần 2, các nhóm nước trên thế giới. Các em sẽ dựa vào bảng số liệu trong sách giáo khoa trang 80, hoặc các em có thể quan sát vào bảng số liệu ở trên màn hình và trả lời một số câu hỏi sau. Câu 1. Em hãy cho biết trên thế giới có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ. Quan sát vào bảng số liệu và qua tính toán thì các em cũng có thể trả lời được. Trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Câu số 2. Châu lục nào có nhiều quốc gia nhất? Dựa vào bảng số liệu, các em có thể dễ dàng trả lời được. Châu lục có nhiều quốc gia nhất đó là châu Phi với 54 quốc gia. Câu số 3. Châu lục nào có ít quốc gia nhất? Châu lục có ít quốc gia nhất đó là châu Nam Cực với số quốc gia là 0. Các em hãy quan sát vào hình 25.1 trong sách giáo khoa trang 80 và hãy cho biết người ta đã phân chia thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia trên thế giới vào năm 2000 thành các mức nào. Để trả lời được câu hỏi này thì các em sẽ quan sát vào trong bảng chú thích thu nhập bình quân đầu người với đơn vị là USD trên người. Người ta đã chia thu nhập bình quân đầu người thành 5 mức khác nhau, tương ứng với 5 màu. Nền màu hồng đó là mức trên 20.000 USD trên người. Nền màu cam là mức từ 10.001 đến 20.000 USD trên người. Mức màu vàng là từ 5.001 đến 10.000 USD trên người. Nền màu xanh lá cây là mức từ 1.000 đến 5.000 USD trên người. Và nền màu xanh dương đó là mức dưới 1.000 USD trên người. Các em hãy quan sát vào trong lược đồ và xác định những khu vực có thu nhập cao trên 20.000 USD trên người. Như vậy thì những cái khu vực có thu nhập cao trên 20.000 USD trên người sẽ là những khu vực có nền màu hồng. Quan sát vào trong lục đồ thì các em có thể xác định được đó là khu vực Bắc Mỹ, lục địa Australia, Bắc Âu và Nhật Bản. Như vậy thì những khu vực có thu nhập cao trên 20.000 USD trên người đó là Bắc Mỹ, lục địa Australia, một số quốc gia ở Bắc Âu và Nhật Bản. Như vậy thì, để phân loại và đánh giá sự phát triển kinh tế, xã hội của từng nước, người ta đã dựa vào những chỉ tiêu gì? Ở đây ta có các chỉ tiêu để phân loại và đánh giá sự phát triển kinh tế, xã hội của từng nước. Thứ nhất là về thu nhập bình quân đầu người, USD trên người. Thứ hai đó là tỷ lệ tử vong của trẻ em phần ngàn ở các nước đó cao hay thấp. Thứ ba là chỉ số phát triển của con người HDI. Về thu nhập bình quân đầu người, thì các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 20.000 USD trên năm là cao. Và các quốc gia có tỷ lệ tử vong của trẻ em từ 20 phần ngàn trở lên là cao. Về chỉ số phát triển của con người, thì về trình độ văn hóa, tỷ lệ trẻ em đi học, tỷ lệ người biết chữ, chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống phải cao. Các em hãy đọc nội dung trong sách giáo khoa trang 81 và cho biết, dựa vào các chỉ tiêu trên, các nước trên thế giới được chia làm mấy nhóm và đó là những nhóm nước nào? Dựa vào các chỉ tiêu trên thì các nước trên thế giới được chia làm hai nhóm nước, đó là nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Vậy thì làm sao chúng ta có thể phân biệt được quốc gia nào phát triển và quốc gia nào đang phát triển? Các em sẽ quan sát vào bảng phân loại các nhóm nước phát triển và các nhóm nước đang phát triển theo các chỉ tiêu đánh giá.
Ở đây chúng ta có 3 tiêu chí phân loại, đó là thu nhập bình quân đầu người, USD trên người trên năm, tỷ lệ tử vong của trẻ em phần ngàn và chỉ số phát triển của con người HDI. Ở nhóm nước phát triển thì thu nhập bình quân đầu người là trên 20.000 USD trên người trên năm. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em là rất thấp và chỉ số phát triển của con người phải là từ 0,7 đến gần bằng 1. Ở nhóm nước đang phát triển thì thu nhập bình quân đầu người dưới 20.000 USD trên người trên năm. Tỷ lệ tử vong của trẻ em là khá cao và chỉ số phát triển của con người là từ dưới 0,7. Như vậy thì các em hãy dựa vào cái bảng chỉ tiêu đánh giá các nhóm nước phát triển và đang phát triển. Các em hãy hoàn thành bài tập 2 trong sách giáo khoa trang 81. Dựa vào các kiến thức đã học và các số liệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia sau đây thành hai nhóm, các nước phát triển và các nước đang phát triển. Đây là số liệu năm 1997. Như vậy thì bài tập yêu cầu chúng ta sẽ chia cái bảng số liệu này thành các nước phát triển và các nước đang phát triển. Đầu tiên thì là các nước phát triển. Các nước phát triển là những nước mà có thu nhập bình quân đầu người trên 20.000 USD trên người trên năm. Chỉ số HDI là từ 0,7 đến gần bằng 1 và tỷ lệ tử vong của trẻ em là dưới rất phải là rất thấp, dưới 20 phần ngàn. Như vậy thì các em thấy là trong bảng số liệu này thì các quốc gia đáp ứng được những cái chỉ tiêu này đó là Hoa Kỳ và Đức. Tiếp theo là các nước đang phát triển. Thì các nước đang phát triển là những nước mà có thu nhập bình quân đầu người dưới 20.000 USD trên người trên năm và chỉ số HDI là dưới 0,7 và tỷ lệ tử vong của trẻ em là khá cao, trên 20 phần ngàn. Như vậy thì các nước đang phát triển sẽ là những nước còn lại, đó là Algeria, Ả Rập Xê Út và Brazil. Như vậy thì ngoài những cái cách phân loại trên thì người ta còn có những cách phân loại nào khác? Ngoài những cách phân loại trên thì người ta còn căn cứ vào cơ cấu kinh tế. Người ta chia các quốc gia trên thế giới ra các nhóm nước như là nhóm nước nông nghiệp và nhóm nước công nghiệp. Như vậy thì dựa vào cách phân loại trên, các em hãy xác định thử hai quốc gia dưới đây thuộc nhóm nước nào. Đây là hai biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Nhật Bản và Việt Nam vào năm 2001 về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Các em sẽ quan sát vào dưới bảng chú thích. Nông nghiệp là cái nền màu xanh, công nghiệp là nền màu cam và dịch vụ là nền màu xám. Đầu tiên là Nhật Bản, biểu đồ thể hiện ở Nhật Bản thì các em thấy được là nền màu xanh nó rất là ít, chiếm tỷ trọng rất là ít. Trong khi đó thì nền màu cam và nền màu xám chiếm tỷ trọng rất là nhiều. Như vậy thì cái ngành công nghiệp và dịch vụ ở Nhật Bản chiếm tỷ trọng rất là cao, cho nên ta nhận xét là Nhật Bản là quốc gia phát triển về công nghiệp và dịch vụ. Còn Việt Nam, Việt Nam thì cho thấy là cái nền màu xanh tức là nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất là cao, trong khi cái nền màu cam và nền màu xám có tỷ trọng gần như là bằng nhau. Trong khi đó thì nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng rất là cao, cho nên ta nhận xét là Việt Nam là quốc gia phát triển về nông nghiệp. Như vậy từ đây ta có thể nhận xét được là Nhật Bản là nước công nghiệp và Việt Nam là nước nông nghiệp. Đây là hai biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Việt Nam năm 2001 và năm 2018. Quan sát vào hai biểu đồ thì các em thấy được là năm 2018 thì tỷ trọng của ngành nông nghiệp đã giảm xuống, cùng với đó là sự tăng nhanh của ngành công nghiệp và dịch vụ. Như vậy thì ta thấy được là bằng những sự nỗ lực trong phát triển công nghiệp và dịch vụ và giảm sự lệ thuộc vào yếu tố nông nghiệp thì hiện nay ngành công nghiệp và dịch vụ đã chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam.
Đây sẽ là nội dung ghi bài của các em ở phần 2, các nhóm nước trên thế giới. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Đây sẽ là phần nội dung ghi bài của toàn bộ bài 25, Thế giới rộng lớn và đa dạng. Các em sẽ hoàn thành nội dung này vào trong vở ghi. Phần hướng dẫn về nhà. Các em sẽ ghi nội dung bài vào trong vở. Làm bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 81. Tại sao nói thế giới chúng ta thật rộng lớn và đa dạng? Các em sẽ xem trước nội dung bài 26, Thiên nhiên châu Phi.